Get out of here! Get out of here! Get out of here! Get out of here! Anh đang kiểm tra rất kỹ. Anh đã kiểm tra rất là kỹ mà không biết tại sao. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Ông ơi! Ông ơi! Ông ơi! Ông ơi! Anh ơi! Anh bình tĩnh đi. Không sao. Kể cho nghe đi. Tối hôm đó, trời mưa, cái gạt nước đã bị hư rồi, cái tải vô là xa xây rồi. Mình đụng trúng một cô gái làm sao mình biết được anh ơi, làm sao mình biết được anh ơi, người ta chết rồi anh ơi. Cái người ta, bác kiện cô ấy đi cấp cứu. Thì cô ấy đã chết rồi anh ơi, người ta đã chết rồi anh ơi, anh đã giết người anh ơi, anh đã kiểm tra rất là kỹ rồi anh ơi, à, tại sao như vậy anh ơi? Trời ơi, ông ơi, cảnh sát đã tìm đến cái chỗ gara mà em sửa xe rồi. Trong ngày mai thôi, người ta sẽ tìm đến anh. Anh sẽ ở tù ông ơi. Bình tĩnh nè. Tám năm, anh cố gắng như vậy mới đến được chỗ này. Anh không muốn ngồi tù, anh thật chết chứ không ngồi tù ông ơi. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên VOON.